Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của hai bộ mẹ con ha. Đó thì hôm nay một bộ thì Boxin này cô chú chị. Đó thì nói chung thì bộ Boxin này thì hiện tại đang giữ con cái. Đó con cái mà con cái trắng này cô chú chị, con cái xám trắng nè. Đó thì con mẹ này hiện tại đang giữ con cái kem này thì lứa thứ hai. Đó con mẹ thì nói chung thì nằm về tàn sát chức rồi. Đó con mẹ thì khá đẹp luôn cô chú chị. Đây con đó nè, con đó nói chung là sao mà để làm giống sinh sản luôn. Đó con mẹ thì nói chung thì mẫu Boxin. Đó thì con mẹ này hiện tại đang giữ con cái kem này thì lứa thứ hai này cô chú chị. Con mẹ thì chiều cao là 1m36 tới 38 bò. Đó 38 39 bò luôn cô chú chị. Con mẹ nó chiều cao là 1m36 tới 1m38 bò ha. Đó thì bộ mẹ con này chủ nhà cũng bán giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship cho cô chú chị này tới nhà luôn trong vòng 28 số ha. Nhưng mà em nói đẻ con nó rất mát sữa luôn cô chú chị. Nó con nó sao mà để làm giống sinh sản luôn. Đây con nè, con kiểu mẫu thì khá đẹp luôn. Đó con chân móng thì cũng chân móng sò. Con nó thì được 3 tháng rưỡi tuổi cô chú chị. Nhưng mà con mẹ thì chủ nhà có lên giống một nước rồi ha. Lên giống một nước nhưng mà nói chung thì anh bán nên anh cũng có bơm tin luôn. Đó còn tiếp theo bộ mẹ con mẹ kem, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Đó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con cái kem thì 2 tháng rưỡi tuổi. Nó con nó nói chung thì cái dàn rúng thì cũng khỏi chê luôn cô chú chị. Con nó thì em quan sát xong để làm giống sinh sản luôn. Đó con mẹ thì con mẹ tơ mới lẻ lứa đầu tiên. Con mẹ thì chiều cao là 1m3, dao động khoảng 1m35 bò. Đó 34-35 bò đây cô chú chị. Đó thì em báo 34-35 bò ha. Đó thì bộ mẹ con này chủ nhà cũng bán giá là 26 triệu. Đó 26 triệu là bao ship luôn. Bao ship của cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào ưng bộ nào bắt bộ đó ha. Đó thì con mẹ kem là con mẹ tơ cô chú chị. Đó mẹ tơ. Đó con mẹ kem thì hiện tại đang giữ con cái kem nhỏ đó. Con thì được 2 tháng rưỡi tuổi. Đây con mẹ nè. Đó con mẹ nói chung thì đó em nói chung thì hai bộ này thì em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đó mẹ con về có 26 triệu à. Con mẹ này hồi đó ôm sữa người ta tải gần anh chủ nhà nó ta tải gần 30 triệu không bán. Đó giờ mẹ con luôn bán có 26 triệu của chú gì. Nói chung thì bò thời điểm này thì rẻ lúc trước dữ trời luôn. Đó. Mẹ con này bán bằng giá thịt luôn rồi. Hai mẹ con này nè. Đây, con mẹ Boxin nè. Đó nhưng con mẹ Boxin thì cái lưng của nó có bị sâu lông á cô chú chị. Khu queo ha. Nhưng mà sâu lông còn ở xương sống thì lông thì ra bình thường nhưng mà nó ra màu lông bạc sao á. Đây, chân móng nè. Nó rúng nè cô chú chị. Đó con mẹ rúng thì rúng chiền. Đó rúng thì rúng chiền ha. Đây chân móng, chân móng thì hoàn thiện không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đây cái lưng của nó, em nói như con mẹ cái ngang thì con mẹ này nó ngay cái xe lưng nó bị xưa sâu lông ăn nhưng mà không queo, không có bị mà bị ghẻ chóc gì của chú chị, nhưng mà cái sống thì nó ra cái lông đủ ha. Cái mặt thì nghiêm chỉnh. Đây mặt mày nè, cái mặt thì nghiêm chỉnh của chú chị. Đó nhưng em nói nó là cái dòng Boxin ha. Đây chân móng nè. Đó đây nhìn được con cái thì đây con là rất mát sữa luôn của chú chị. Cái ngang khỏi nấu cái ngang nó luôn. Cái ngang của mẹ Boxin khỏi bàn tới đi. Đó con đó nè, cái con rất mát sữa luôn. Đây con nó mới cái lớn, cái lưng nó hủng chính giữa luôn. Đó con nó thì em quan sát xe lưng nghiêm chỉnh luôn, xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Đó nói chung thì sao nó mình để làm giống sinh sản luôn ha. Đây dàn rúng của nó nè, hết biết cái dàn rúng không. Đó con mẹ vú thì 4 vú. Đó nói chung thì mấy con thì em không có lợi gần để làm dơ dòm vú được. Đây con rúng yếm nè, bài bản tướng tá cấp mình nè. Đó thì bộ mẹ con này giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship luôn. Bao ship của cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 28 số ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con Boxin này thì cứ liên hệ số điện thoại để từng hình. Nhưng con mẹ thì em nói kiểu mẫu thì khá đẹp luôn cô chú chị. Đó con mẹ kiểu mẫu thì khỏi chê. Đó còn bộ mẹ con kem. Đây mẹ tơ mới ra lứa đầu tiên. Đó đây mẹ thì vú thì 4 vú luôn, một vú thì to đều. Đó rúng nè. Đó mẹ con thì cũng chân móng hoàn thiện luôn, không ốp xe là xuống rúng ruột gì.
đó. Thì nói chung bộ mấy con kem này xiên móng nè cô chú anh chị, đó rúng nè, đây xiên trước nè, đó thì con mẹ này thì em quan sát thì sau lưng nó hơi chọn bị dài ha, nói chung thì bà lai mà, đây sẽ mặt thì nghiêm chỉnh, đó sẽ mặt thì nghiêm chỉnh cô chú anh chị. Nói như em nói được con cái hai con mẹ để con là rất mát sữa luôn. Đó, hai con mẹ để con rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó, bò thì bên em sẽ bao bú giò bú cẳng một phần rúng một ruột cho cô chú chị mình ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, bà con nào muốn bắt bộ nào bắt ha, còn không ấy thì mình bắt một bộ, mình bắt hết hai bộ luôn. Đó là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 280 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì đối với những bộ mấy con mà để rồi như thế này thì bên em bán cái bao lồi cô chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó lấy về có lưu ý trục trặc thì bên em nó thâu bò về, nó hoàn liền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó bộ mê con kem giá là 26 triệu. Đó 26 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 280 số. Đó cô chú chị nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây tướng tá nè. Đó con mẹ bô xin nè. Đó, nói chung thì hai bộ mấy con này thì nói chung thì bán cái giá này cũng bằng giá thấp luôn quý chị. Đó, con nó giờ thì cho cũng hơn 10 triệu rồi. Đó, con mẹ này giờ tiền thịt không cũng nhiêu tiền rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Nói chung thì đi toàn gấp xe không, mà con nào ưng thì mình xem tới xin lưu cho kỹ đi. Đó thì ưng thì mình hãy mua. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đó thì biết không. Đó, bà con nào ở mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó nói chung thì hai bộ mấy con cái giá cực kỳ yêu thương luôn của quý chị. Đó thì em xin nhắc lại ha, bộ mấy con cái con này là con này nè cô chú vị, con này là con của con bò bô xin. Đó còn con cái kem đỏ kia là con của con bò cái kem. Đây đó, con bò cái kem là con bò này nè. Đó nhưng mà hai con hai bộ thì em nói chung là đẻ ra rất mắc sữa luôn của chú chị. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó của chú chị theo khá đẹp luôn. Đây hết biết cái bộ vú luôn đó, chú chị thấy cái bộ vú nè. Đó thì bà con mình mua bò sinh sản mình lựa những con mẹ mà đẻ con ra mát sữa như thế này nè cô chú chị. Đó đang về mình để làm giống sinh sản là khỏi nói ha. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó thì hình ảnh về giá cả của hai bộ mấy con em gửi đến đầy đủ cho chú chìm rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nữa tình hình. Đó một bộ 26 triệu, một bộ 32 triệu. Đó cái giá này là bao ship, hoàn toàn bao ship hết nha cô chú chị. Đó thì hình ảnh về giá cả của hai bộ mấy con em gửi đến đầy đủ cho cô chú chìm rồi. Để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.